Akashop gửi thêm video review test so sánh bóng đèn XHB70 với bóng đèn thế hệ mới được gọi với tên gọi là Kensho Intensity V8. Bên trái sẽ là XHB70 như các bạn đã biết trước đây với thông số là 6600 lumen. Bên phải sẽ là dòng sản phẩm V8 Intensity này với thông số là 6800 lumen. Cả hai đều sử dụng chu nhôm phía sau, không sử dụng quạt làm mát như bạn đã thấy trên video. Và dòng V8 này với những cải tiến hơn hẳn XH70 ở địa điểm là có thể tùy chỉnh vị trí tim bóng led ga vô trong chó đèn như thế này. Khi bạn tùy chỉnh trên các bóng thì vị trí tim led trong chó sẽ thay đổi, dẫn đến chùm sáng cốt và pha sẽ thay đổi và khoảng cách giữa cốt pha cũng sẽ thay đổi. Còn XH70 thì khi bạn đặt cố định vào chó thì chỉ có thể xoay tròn bóng đèn trong chó đèn, không thể ga vô cái chân hắc bốn này, nên việc tùy chỉnh trên bóng đèn XH70 không được nhiều như so với dòng V8 này. Và dòng V8 này sử dụng chip led cho ánh sáng gom tốt hơn so với XH70. Và một đặc điểm đặc biệt hơn nữa là có một công tắc phụ kèm theo dùng để thay đổi cường độ chiếu sáng ở chế độ cốt, sáng mạnh tối đa hay là sáng vừa, tùy theo đoạn đường các bạn di chuyển và tùy theo nhu cầu của bạn khi mở đèn ở chế độ cốt. Trong mấy phút nữa mình sẽ giới thiệu sơ qua phần này. Và cách để tùy chỉnh tiêu cự chip led ga vô trong chế đèn là bằng việc tháo rời hai con ốc lục giác trên chân H4 này. Chân ba chân này kia là chân H4. Các bạn di chuyển chân H4 ga vô như thế này và cố định lại. Sau đó các bạn lắp vào chó đèn thì khi đó các bạn sẽ thay đổi được tiêu cự. Và việc thay đổi thì mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn trên video này. Và vị trí tốt nhất từ nhà máy đưa ra sẽ là vị trí như thế này. Mình cũng đã test thử ngay vị trí này là chùm sáng cốt, sáng gom và sáng tốt. Và vị trí chùm sáng pha gần như là cao hơn so với chùm sáng cốt một tí, không dẫn đến hiện tượng pha cao như so với XH70. XH70 vẫn còn hiện tượng pha hơi nhỉnh lên cao so với cốt. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho hai chó đèn sáng cùng lúc. Bên trái các bạn sẽ là XH70 và bên phải màn hình các bạn xem sẽ là V8. Và hai chó đèn mình đang test trên video đều là chó đèn Exeter 150 này. Bây giờ mình sẽ cấp đèn cho hai chó đèn phát sáng cùng lúc. Bạn nhớ là bên phải sẽ là V8 và bên trái sẽ là XH70. Bây giờ là V8 trên video. Mình sẽ kích sáng luôn cỡ XH70. Bây giờ trên màn hình các bạn đang xem là chùm sáng cốt của XH70. Chùm sáng cốt của XH70. Đây mình sẽ chiếu ở cự ly gần để các bạn xem đường cắt cho rõ ràng hơn. Đây là chùm sáng cốt của XH70. Khi mình chiếu lên bức tường để các bạn thấy rõ. Rồi bây giờ là chùm sáng cốt của V8. Đây là chùm sáng cốt của V8 ở cự ly gần. Và thấy rõ vẫn có đường cắt trên dưới tốt như là XH70 khi ở chế độ cốt. Đây là chiếu cự ly xa lên bức tường. Và với hai thông số là 6600 lumen và 6800 lumen này,
Có thể trên video các bạn sẽ khó phân biệt được độ sáng mạnh trên nhau như thế nào. Nhưng trên thực tế, đối với dòng V8, ánh sáng gom tốt hơn nên ngay giữa trung tâm chùm sáng các bạn cảm nhận có thể sáng nhỉnh hơn, sáng tốt hơn so với S70 ngay trung tâm nguồn sáng. Bây giờ mình sẽ đưa chùm code của S70 lên. Đây, các bạn thấy rõ. Bây giờ sẽ là chùm sáng của V8. Cự ly gần của V8 là như thế này, và chiếu cự ly xa của V8. Và bây giờ mình sẽ chiếu chùm sáng pha của S70 và pha của V8. Đây là code của S70 khi mở pha lên. Đây là code mở pha lên. Rồi xuống code. Các bạn để ý là khoảng cách giữa code với pha nha. Code pha. Đây. Rồi xuống code. Rồi pha. Rồi. Đây là trên video bạn đang xem là code pha của XHB70. Bây giờ mình sẽ cho bóng V8 lên. Đây là code của V8. Rồi khi mở chế độ pha, rồi mở chế độ code pha. Thì ở V8 này đang chỉnh ở vị trí này thì chùm pha gần hơn, khoảng cách giữa pha và code của V8 gần hơn so với khoảng cách giữa pha và code của S70, giảm được hiện tượng pha cao. Rồi mình xuống code lại. Rồi pha. Rồi. Đại xe kia qua cái. Rồi, đây là code pha. Rồi, code pha. Trên màn hình các bạn đang xem là là V8 code pha. Rồi mình sẽ cho S70 sáng lên lại code pha. Đây là của S70. Rồi, ba code. Đó, pha. Đó, các bạn cảm thấy pha nó hơi nhỉnh hơn tí. Rồi, bây giờ mình sẽ test chức năng công tắc phụ. Bây giờ mình tác động vào công tắc phụ trên cái phần V8 để thay đổi độ sáng. Ở chế độ code là sáng mạnh tối đa hay là sáng vừa. Khi các bạn nhấn vào công tắc phụ thì liền tức khắc chùm sáng code sẽ mờ xuống. Để các bạn đi trong thành phố hoặc là khu đông dân cư, các bạn có thể cho sáng vừa thôi. Rồi bây giờ các bạn tác động vào công tắc phụ thì chùm code sáng mạnh trở lại. Đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây là công tắc phụ. Nhấn vào sáng, chùm code sáng mờ liền. Nhấn cái nữa trả chùm code về ở sáng tối đa. Sáng mờ nè, sáng tối đa nè. Rồi bây giờ mở chế độ pha. Khi các bạn mở pha của V8 thì các bạn tác động vào công tắc phụ
mẫu pha, rồi cái tác động, tác động vào cái tác phụ. Thì khi đó, khi đang mở pha thì các bạn tác động vào tác phụ thì không có hiện tượng giảm sáng trên chế độ code như ban đầu. Chỉ khi nào để ở chế độ code thì khi đó tác động vào công tác phụ mới có tác dụng thay đổi cường độ chiếu sáng của chùm code. Rồi bây giờ mình sẽ đặt bóng đèn di chuyển ra vô trong chó đèn để thay đổi cái tiêu cự vị trí đặt bóng trong chó, để các bạn thấy rõ được sự thay đổi khác nhau là như thế nào. Đây là bóng đèn đã được tháo rời hai con lục giác hai bên để dễ dàng tùy chỉnh cái chân H4 này. Bây giờ mình thì sẽ đặt vào trong chó đèn. Rồi bây giờ mình sẽ mở điện. Khi các bạn đưa bóng đèn ra xa chân H4 nhất có thể, hoặc đưa vào gần nhất có thể, thì chùm sáng thay đổi khác nhau. Bây giờ đang ở vị trí là cái đuôi bóng đèn gần nhất cái chân H4. Đây các bạn thấy rõ. Thì đang ở chế độ code, các bạn mở pha lên. Các bạn thấy rõ, lúc này là đuôi bóng đèn được đưa vào gần nhất trên chân H4, thì chùm ánh sáng pha cách xa chùm code rất là nhiều. Đây là gọi là hiện tượng pha cao. Bây giờ mình sẽ cho đuôi bóng đèn rời ra xa so với cái chân H4 nhất có thể. Rồi bây giờ là ra xa nhất có thể, các bạn sẽ thấy sự thay đổi khác nhau giữa code với file như thế nào. Xa nhất có thể, rồi pha. Thì khi lúc này chùm sáng của code và pha gần như nằm tại một vị trí, và khi đó chùm sáng sẽ có hiện tượng tỏa rộng ra chứ không gần gom như ban đầu. Bây giờ mình sẽ mở code. Các bạn thấy chùm sáng tỏa rất là rộng, không còn tập trung ánh sáng lại là một cục nữa, và không còn sáng mạnh ngay giữa. Mở pha. Đó, pha cũng nằm ngay code luôn. Đây là vị trí đuôi bóng đèn ra xa chân H4 nhất. Còn khi đưa đuôi bóng đèn vào sát chân H4 nhất thì dẫn đến hiện tượng là bị pha cao. Đây là đuôi bóng đèn sát nhất. Thì các bạn thấy rõ, chùm sáng pha tách rời code một khoảng tối luôn. Có một khoảng tối. Vì thế vị trí tốt nhất là nằm giữa đây, ở vị trí này như ban đầu mình đã test trong video, thì chùm sáng code sẽ gom tốt nhất, đường cắt trên dưới đầy đủ, và chùm sáng pha cũng sẽ không quá cao cũng như không quá thấp. Rồi đây bây giờ là có pha đó, các bạn thấy rõ. Rồi có pha, chùm pha chỉ nhỉnh cao hơn so với code một tí xíu, giảm được hiện tượng pha cao như trên dòng Mỹ Thuật 70. Vừa rồi là mình test tất cả các chức năng, có thể gọi là ưu điểm của dòng V8 này so với dòng Mỹ Thuật 70. V8 với thông số là 6800 lumen, tiêu cự trên bóng đèn có thể tùy chỉnh ra vô, và hai chip LED code và hai chip LED pha.
có thêm công tắc phụ dùng để thay đổi cường độ chiếu sáng chế độ code. Video được thực hiện bởi AK Shop.